Thưa quý vị và các bạn, nhằm tôn vinh, quảng bá, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc tỉnh Bình Thuận trong nền văn hóa thống nhất đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, tối qua tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc năm 2022. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh 1992-2022. Tham dự lễ có bà Bố Thị Xuân Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; bà Nguyễn Thị Thuận Bích, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Hữu Thông, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thị, thành phố và gần 300 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên. Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc tỉnh Bình Thuận năm nay được tổ chức quy mô, thu hút hàng trăm người dân địa phương đến thưởng thức, cổ vũ. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh nhấn mạnh, văn hóa các dân tộc là tài sản quý giá, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng và thống nhất của nền văn hóa Việt Nam. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc trên cả nước nói chung và các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Bình Thuận nói riêng có ý nghĩa chính trị hết sức to lớn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa với các hoạt động phát triển kinh tế xã hội bền vững là nhiệm vụ then chốt, là chiến lược phát triển văn hóa của Đảng và Nhà nước ta. Chính vì thế, nhiều năm qua, tỉnh Bình Thuận luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn. Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc Bình Thuận năm 2022 là một sự kiện văn hóa quy mô lớn của tỉnh nhà nhằm thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Ngày hội là dịp để tôn vinh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, niềm tự hào về việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh với nhân dân và du khách. Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc tỉnh Bình Thuận năm 2022 diễn ra trong 3 ngày 19, 20, 21 tháng 8 với các hoạt động sôi nổi hấp dẫn như thi văn nghệ quần chúng, biểu diễn trang phục truyền thống, thi đấu thể thao, các trò chơi dân gian. Các tiết mục biểu diễn trong ngày hội được các đoàn đầu tư công phu, mang ý nghĩa giá trị văn hóa truyền thống đậm nét đặc trưng của mỗi dân tộc. Em cũng như là đoàn của mình cũng đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng để đem đến những cái tiết mục hay nhất và diễn tối đêm nay thật là trọn vẹn nhất để cho khán giả thưởng thức. Đây là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ 10 đoàn nghệ thuật dân gian các huyện, thị, thành phố trong tỉnh giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp. Đồng thời, còn là dịp để giới thiệu, quảng bá và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu, góp phần làm nên một nền văn hóa đa dạng trong thống nhất của các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.